Xin được mến chào quý khán giả và các bạn đã trở lại với sân Anh Đào CT Sóc Khơ để đến với trận đấu giữa câu lạc bộ Anh Đào QK và câu lạc bộ Family Sport. Anh Đào QK sẽ thi đấu trên đồng phục sắc xanh ngọc và bảo vệ khung thành bên phía tay trái theo hướng quan sát của quý các bạn. Family Sport sẽ thi đấu trên đồng phục sắc xanh lá và bảo vệ khung thành bên phía tay phải theo hướng quan sát của quý vị các bạn. Anh Đào QK với tờ đấu số 35 thủ môn Thanh Sang, số 4 Nguyễn Hoàng Duy, số 10 đội trưởng Nguyễn Quang Khánh, số 9 Tuấn Kiệt Neymar, số 8 Hữu Bình, số 11 Đỗ Trần Thanh Bình, số 5 Nguyễn Hoàng Nam, số 6 Nguyễn Vinh Hưng cùng với số 7 đó là Thanh Sang Cúp. Các cầu thủ đến từ phía Family Sport với tổ đấu Thanh Huy, Huỳnh Thanh Trọng, chủ tịch Kenny Lu, thủ môn Trần Trung Kiên, Thanh Nhân, Quang Lực. Hiệp đấu thứ nhất trận đấu đã được bắt đầu. Thanh Huy Thanh Trọng Thanh Huy được cho khe, không có gì khó khăn cho thủ môn Thanh Sang. Vâng, đường truyền hơi khó cho anh Hữu Bình. Anh Bình còn có nickname đó là Bình Lửa. Hội Thanh Trọng, Quang Lực. Trận đấu được diễn ra vào lúc 19:05 ngày 10 tháng 4 năm 2024. Thanh Nhân phối hợp cùng với Thanh Huy, Hoàng Duy, Quang Khánh. Và chạm bóng của Quang Lực. Điểm đáng chú ý của câu lạc bộ Family Sport là ngày hôm nay cũng có sự góp mặt của cầu thủ Hoàng Hải với bạn. Hoàng Hải được xem là tài năng bóng đá của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trần Trung Kiên, Kiên Cá Chẽm, Hoàng Duy. Người đặc biệt của Kiên Cá Chẽm đó là mở 11 cũng đang có vũ bên ngoài sân. Vĩnh Hưng. Anh Đào QK và Family Sport đều là những khách hàng thân thiết của sân Anh Đào CT Sóc Khơ. Thanh Sang. Và tiếp bóng rất tốt của Thanh Huy. Bóng nó chạm vào đầu của Hoàng Duy. Huỳnh Trọng. Trung Kiên. Quang Khánh. Quang Lực. Thanh Huy là người đã tranh chấp với Quang Khánh trước đó. Thanh Huy phản trống dành cho chuyền xúc đến từ Phạm Mơ đi. Cú đá bằng chân phải của Thanh Huy. Thanh Huy còn có phong cách chơi khá giống với Mesut Ozil. Hoàng Nam. Hữu Bình. Anh Bình. Động tác giả, bóng đã chạm vào Quang Lực. Tuy nhiên, bóng lại trúng vào người của anh Bình đi ra ngoài mấy bạn. Quang Lực. Quang Khánh, Thanh Huy. Huỳnh Trọng. Vẫn còn Bình Lửa, Quang Lực. Đường truyền hơi khó cho Trung Kiên. Trung Kiên và Thanh Nhân là hai cầu thủ thi đấu trên đàn công của các thủ phẩm Mali Sport ở trong lượt đấu này. Vĩnh Hưng. Bóng đã chạm tay của cầu thủ phía Anh Đào QK qua đá phạt cho Family. Thanh Huy. Vào.
1-0 cho các cầu thủ đến từ Family Sport. Hoàng Nam, Quang Lực, Đỗ Trần Thanh Bình, bóng đã chạm vào Thanh Huy. Thanh Nhân. Vĩnh Hưng. Quang Lực. Được chuyển hai sau. Vĩnh Hưng. Quang Lực. Hoàng Nam. Hoàng Nam chuyển cánh. Và chuyển cánh chính xác của Lubaku dành cho mấy em. Hoàng Duy. Quang Khánh. Hữu Bình. Anh Bình lỡ đã quan sát. Có thể dứt điểm, bóng đã chạm vào hậu vệ Thanh Huy. Tiếp tục là cú đá của Bình Lửa. Thanh Huy, Bình Lửa muốn phối hợp với Đỗ Trọng Thanh Bình, tuy nhiên sẽ là cơ phá công cho trái phóng đi. Vượt qua được với đơn hay không? Cú đá, lần này Thanh Sang là người tỏa sáng mấy bạn. Thanh Sang đã đổ người kịp thời sau cú đá chìm bằng chân phải của Thanh Huy. Hữu Bình. Hữu Bình phối hợp với Lubaku. Cơ hội dành cho phóng đi. Bóng đã chạm vào người của Vĩnh Hưng. Lubaku. Baku. Bật tường cùng với Quang Khánh. Thành Nhân đã quá giải được đợt tấn công đến từ các cầu thủ của NQK. Hữu Bình. Bình Lửa. Bất em. Vĩnh Hưng. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ của Family. Mết em. Phá bóng lên cho thủ môn Kenny Lou. Tấn Liêm. Vĩnh Hưng. Hoàng Duy bóng vào con trong sân. Qua người hay đấu trời Thanh Bình. Bóng là Thanh Bình được bóng vào trong. Quang Khánh vẫn trong cú đá. Cú đá chìm đã chạm vào Quang Lực. Lubaku được chuyền hay của Lubaku. Trả về tiếng ai không vào. Và phối hợp rất hay. Tuy nhiên bóng đã chạm vào thủ thành Canelo đi ra ngoài. Quả đồng góc tiếp theo dành cho NQK. Tuy Quang Lực thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng mà thường xuyên phải hỗ trợ bên hai là cánh trong thời gian đầu của đấu thứ nhất. Thanh Huy. Cú đá vào góc của Lubaku. Phản công dành cho Trung Kiên. Thanh Sang đã băng ra phòng bóng ban đầu. Sóng gió đã trôi qua Vĩnh Hưng. Hưng Nghệ. Bình Lửa. Chưa được Quang Lực lại là người cắt bóng. Quang Lực đá rất tốt nơi vị trí hàng phòng ngự. Nếu như cần anh Lực có thể chơi tốt trên hàng công. Thanh Nhân đã yêu cầu các người đồng đội phải chịu khó lùi về hỗ trợ nhiều hơn. Sân 7 chúng ta phải di chuyển đều với nhau mới được mấy bạn. Huỳnh Trọng. Quang Lực. Thanh Huy. Vẫn là cầu thủ phạm Bailey. Được chuyền hay. Hữu Bình. Trung Kiên. Trung Kiên chưa thể dứt điểm mấy bạn. Đá biên cho các thủ đến từ phẩm xin lỗi là NQK.
Tình huống phá bóng của Thanh Sang đã chạm vào Trung Kiên. Đỗ Trần Thanh Bình, bóng đã chạm tay của thủ Đào Quy Ca. Vĩnh Hưng, hai đội bóng đang duy trì tốc độ khá cao nha mấy bạn. Huỳnh Thanh Trọng, Thanh Nhân, Quang Khánh, bật bóng, đi bóng vượt qua được Quang Khánh, cú đá bằng chân trái của cầu thủ đến từ Phạm Mali. Thanh Sang, Bình Lửa, xin cảm ơn anh Phương Nguyễn, cảm ơn anh Hoàng Công, cảm ơn Đặng Hoài Khanh. Thanh Bình, Vĩnh Hưng, đưa bóng vào trong, Đỗ Trần Thanh Bình, Canelo, cú đá từ xa của Hoàng Duy. Quang Lực, Quang Lực buộc phải phá bóng bằng má ngoài chân phải. Lobaku, Quang Lực, Quang Khánh, Thanh Nhân, Thanh Sang. Ánh sáng của sân cũng ảnh hưởng vào khả năng quan sát ở những tình huống bóng bổng, gây nhiều khó khăn cho các thủ môn. Quang Khánh, Hoàng Duy, được chỉ quá sâu, vâng, sẽ là một chiếc thẻ vàng. Qua lần Thanh Huy, Hoàng Duy được chuyền cho Thanh Nhân, Thanh Sang. Anh Sang thì anh là thợ sửa xe nha các bạn. Thanh Huy, Thanh Nhân, Thanh Trọng, Hoàng Duy, Hữu Bình, đường chuyền hay, Quang Khánh, cú đá, phạt bóng lên, quả đá bằng chân trái của chủ tịch câu lạc bộ Đa Quy Ca. Thanh Sang, Vĩnh Hưng, Mở Mở Bồi Bồi cũng chưa đặt niềm tin nhiều vào MK Photographer lắm các bạn. Quang Khánh, nếu như có điều chi sơ xuất thì mong em Thanh Tiền cũng rộng lòng bỏ qua. Hoàng Duy, đây, vào, một điều, Đỗ Trần Thanh Bình là người ghi bàn. Một cú đá chìm bằng chân trái ở cự ly gần, ở cự ly như vậy cũng không thể trách được thủ thành Canelo. Đỗ Trần Thanh Bình đã có một nhịp xử lý động tác giả rất hay. Hoàng An sẽ là cầu thủ được tung vào sân. Hoàng An đến từ tiệm điện thoại di động Phúc An. Một điều cho câu lạc bộ Đa Quy Ca, Đỗ Trần Thanh Bình là người ghi bàn thắng vừa rồi. Hoàng Thanh,
Đường chuyền của Thành Trọng dành cho Thanh Huy. Hoàng An. Wow. 2-1. Bàn thắng của Hoàng An. Hoàng Duy, Thanh Huy, Hữu Bình, Bình Lỡ chỉ đem từ xa vào. Hai đều. Sau khi Hoàng đã có bàn thắng tiếp theo rồi các bạn. 3-2 nghiêng về câu lạc bộ này Quica. Và 2, Hoàng An. Quan trọng. Qua lực. Hoàng An. Thành Huy. Đường chuyền hay. Chưa thể có pha chạm bóng của Hoàng Thi. Anh Hoàng Thi là U50 rồi nha mấy bạn. Tuy nhiên thể lực của anh cũng còn đảm bảo khá tốt so với các thủ có tuổi đời trẻ hơn. Hoàng Ngân anh Hoàng Thi. Quan lực không có nhiều cầu thủ tuổi đời như ảnh có thể thi đấu với nhiệt độ cao. Tại sân. Thành Nhân. Đường chuyền hay mạnh cho Thanh Trọng. Thanh Sang. Võ Lâm Phúc Duy, Phước Duy đã được tung vào sân. Quang Lực, Lâm Duy. Lâm Duy và Hoàng Thi. Phước Duy, Thanh Sang. Đường chuyền hơi sâu cho chủ tịch câu lạc bộ Quang Khánh. Hôm nay cũng có anh Hoàng Thông tham gia thi đấu trong màu áo của anh WK. Quang Lực. Huỳnh Trọng. Không có một cầu thủ nào ở vị trí giữa sân đã đón nhận đường chuyền vừa rồi. Đường chuyền của Hoàng Duy dành cho Quang Khánh. Quang Khánh dứt điểm bằng chân trái phải không vào. Cú cứa làm cái thời bao chân phải. Tuy nhiên thì Candilo đang có phong độ cao. Đầu góc cho Anaguica. Candilo. Quan trọng. Thanh Huy. Hoàng Duy. Thanh Sang. Vĩnh Hưng.
của Hà Bình. Đó Đặng Thanh Bình, Phước Duy, Thanh Sang đường chuyền hay cho Quang Khánh. Tỷ số đang là 3-2 nghiêng về câu lạc bộ Nagika trước đối thủ Phạm Lê Sport. Thanh Huy, Thanh Bình sau những giây phút đầu thi đấu lùi sâu thì Vĩnh Hưng đã được đôn lên cao hơn. Huỳnh Thanh Trọng đã thừa bóng trở lại. Thanh Trọng phối hợp cùng với Hoàng Thi, Lâm Phượng, Võ Lâm Phước Duy, Quang Khánh, Đỗ Trần Thanh Bình. Đường chuyền hơi khó cho Bình Lửa. Anh Hữu Bình đã nỗ lực bóng vào con Quang ơi. Cơ hội vào 4-2. Cặp đôi Hữu Bình và Thanh Bình đã tìm thấy nhau. Anh Bình Lỡ đã có một pha xử lý qua người rất hay. 4-2. Đây là cú đúp cho đội Trần Thanh Bình. Bình Lỡ anh cũng đã có được một bàn thắng vừa rồi là một đường kiến tạo. Quả lực Huỳnh Thanh Trọng, Hoàng Hải sẽ là sự tăng cường phía câu lạc bộ Phạm Lê Sport. Hoàng Hải cũng thi đấu trong áo của câu lạc bộ Cao Khanh Tiền Giang. Đội bóng của anh Trần Quốc Anh. Quang Khánh, đấu trần Thanh Bình, đặt tiếc cho Thanh Bình. Thanh Nhân, Hoàng Hải, đường chuyền cho Hoàng Thi. Không, đó là Hoàng An. Hoàng Hải còn có nickname là Hải Sa Vi. Hoàng Duy, Thanh Bình, đường chuyền hơi mạnh cho Bích Em. Bích Em cũng mới vừa thi đấu trong áo của câu lạc bộ Tiếu Lâm cùng với câu lạc bộ Ao Lan. Thanh Trọng, chưa được. Việc Hoàng Hải vào sân sẽ kiểm soát lại khu vực giữa sân cho các cầu thủ đến từ Phẩm Lê Sport. Hoàng Duy, Bích Em, Quang Lực lại là người phá bóng. Phạm Lê Sport ngày hôm nay thiếu vắng quá nhiều vị trí nơi hàng phòng ngự. Các bạn Quang Lực và Thanh Nhân và cả Huỳnh Trọng cùng với Thanh Huy đều phải thường xuyên lùi về. Hoàng Duy, Thanh Huy đang yêu cầu các người đồng đội phải giữ cơ lưu tốt hơn. Tấn Liêm, Thanh Trọng, Hoàng Hải, đã đâu? Thanh Sang, Quang Lực, Thanh Sang và Hoàng An cũng đã tránh va chạm trong tình huống vừa rồi các bạn. Hữu Bình, Hoàng Hồ, tất cả các anh em. Bình Lửa, anh Bình đang yêu cầu các người đồng đội phải di chuyển gần hơn. Phước Duy, Đỗ Trần Thanh Bình và Quang Lực, hai anh em cũng đã từng thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ The Lion ở giải bóng đá là Satellite. Quang Lực, Hoàng Duy, Bích Em, Hữu Bình, Thanh Nhân, pha bóng lên, không có nhiều khoảng trống cho cầu thủ đến từ câu lạc bộ Nagika. Cách biệt đang là hai bàn nghiêng về đội bóng này. Một tình huống pha bóng về khá nguy hiểm cho Thanh Sang. Thanh Sang đã xử lý ban đầu. Thanh Sang, Phước Duy, Vĩnh Hưng, Hoàng Khánh phối hợp cùng với đội trưởng Thanh Bình. Thanh Bình đảo chân, Quang Lực, Quang Lực cũng đã quá quen với lối di chuyển và phong cách thi đấu của Thanh Bình. Hoàng Duy, Hoàng Duy dứt điểm, cú đá chìm, cú đá tiếp theo. Trong tình huống vừa rồi anh Bình Lớn chỉ cần đặt lòng thì cơ hội ăn bàn mới cao nha mấy bạn. Anh dứt điểm bằng
Mù chính diện, bóng đã đi cắt ngang vào khung thành Thanh Huy. Quang Lực, anh Bình cũng đã có một bàn thắng kèm với một kiến tạo trong hiệp đấu thứ nhất. Vĩnh Hưng cho câu lạc bộ NQK. Hưng Nghệ, Võ Lâm Phước Duy, Vĩnh Hưng, Nguyễn Quang Khánh, Quang Khánh phản trống, Hữu Bình rất hay, Thành Nhân, Thành Trọng là người cắt bóng trước đó, Thành Huy, Vĩnh Hưng, Thành Nhân, Phạm Mê Ly đang dần dần kiểm soát là khu vực giữa sân. Thành Trọng quyết định đi bóng, không có nhiều khoảng trống cho anh Nhân. Hoàng Duy, Phong Lên, Thanh Sang, Ngô Minh Phương. Minh Phương đã được tăng cường bên lăn cánh của câu lạc bộ NQK. Thanh Bình, Ngô Minh Phương có thể dứt điểm. Tuy nhiên thì Minh Phương nên trả về tiếng hai cho Thanh Bình. Thanh Bình đã băng lên, góc sút của Minh Phương là không quá rộng. Hoàng Hải, Hải Sa Vi, Thành Nhân, Hoàng Hải, Huỳnh Trọng, Quang Lực, Tấn Lêm, Hải Sa Vi. Anh Quốc Anh cũng đang cổ vũ cho Hoàng Hải cùng với người đặc biệt Hồng Hạnh. Thanh Huy, Hải Sa Vi rất nhịp nhàng. Thanh Huy cũng đã khá ý với Hoàng Hải. Huỳnh Trọng, Đặng Hoài Khanh cũng chưa tin vào tỷ số này nữa bạn. Thời gian đầu Phạm Mali đang chơi đôi công với NQK, tuy nhiên NQK đã có hai bàn thắng liên tiếp giúp cho đội bóng này đang dẫn trước với tỷ số là 4-2. Tuy nhiên là thời gian còn nhiều lắm anh em. Hiệp đấu thứ nhất của chúng ta chỉ mới trôi qua được 50% thời gian thi đấu chính thức. Qua một góc tiếp theo dành cho Phạm Mali. Thanh Bình, Quang Lực, bóng đã chạm vào người đồng đội, cơ hội phát công dành cho Hữu Bình. Một Bình, Hữu Bình, tốc độ của Bình Lửa vượt qua được rồi. Tuy nhiên thì Quang Lực đã kịp thời lùi về hỗ trợ cho chủ tịch Candelo Tấn Liêm, người con của quê hương Đồng Nai. Anh Lực mà không lùi về kịp thời là có lẽ sẽ là bàn thua thứ 5 cho Phạm Mơ Ly. Hữu Bình, đã biển lên mấy anh em. Thành Nhân, nhãn quan của thầy Bảy còn tốt hơn cả những cái camera nữa nha mấy anh em. Thành Huy, Hoàng An, Huỳnh Trọng, cú đá bằng chân phải. Hoàng Hải, Sa Vi, Hoàng Hải dưới đây bằng chân trái. Thành Sang, Hải Sa Vi có thể dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Ngô Minh Phương, Minh Phương, Hoàng Hải là người bắt bài. Đỗ Trần Thanh Bình, Hoàng Khánh, Vĩnh Hưng đã di chuyển sang bên là cánh trái. Vĩnh Hưng đã xin bóng, đây là Vĩnh Hưng. Làm gì đây? Vào vào vào, đã có bàn thắng tiếp theo. Bình Lửa cú đúp cho anh Bình. Anh Bình đã có hai bàn thắng kèm với một kiến tạo trong hiệp đấu thứ nhất. Tỷ số đã được nâng lên thành 5-2 cho các cầu thủ đến từ NQK. Thanh Nhân, mặc dù Phạm Mê Ly cũng đã dần dần triển khai được lối chơi, đặc biệt là Hải Sa Vi đang trở thành mắt xích liên kết lại các tuyến của các cầu thủ Phạm Mê Ly trong thời gian nửa của hiệp 1 các bạn. Thời gian đầu thì khu vực giữa sân đều hoàn thông, đều bị sự kiểm soát bởi các cầu thủ của NQK. Lại thế cho Tấn Kiệt đã chưa thể có pha dứt điểm. Trước đó thì anh Hoàng Thông đã va chạm với anh Quang Lực
hai anh em đều trên đà băng lên thôi các bạn. Hai anh em đều đã tránh va chạm nhằm giữ gìn sức khỏe của mình. Huỳnh Thạch Trọng, Ngô Minh Phương, Thanh Huy là người chạm bóng. Không, đã biên cho các thủ đến từ Phạm Bơ Ly. Đã biên lên Phước Duy. Ngô Minh Phương, Minh Phương, Thái Vũ, Pháp TV, Tướng Kiệt, Neymar, Thái Vũ, Thành Trọng, Thành Huy, Hoàng An, Hoàng Hải, Sa Vi. Tốc độ của Hoàng Hải rất nhanh. Ở bên trong những người đồng đội của Hoàng Hải đâu? Huỳnh Trọng tiếng 2, bóng đã chạm vào Phước Duy. Trong tình huống vừa rồi các người đồng đội không kịp thời băng lên để phối hợp với Hoàng Hải các bạn. Nếu không thì đó sẽ là một pha phản công nhanh rất nguy hiểm. Thành Sen, Ngô Minh Phương, Thành Sen, Thái Vũ mới vào sân nên còn sung sức lắm mấy bạn. Ngô Minh Phương, Tuấn Kiệt được chuyền dài khá chính xác. Tuấn Kiệt chưa thể tiếp bước một trong tình huống phối hợp bên lăng cánh phải. Đây là những hình ảnh đến từ trận đấu giữa câu lạc bộ NWK và câu lạc bộ Phạm Bơ Ly Sport. Thành Nhân, anh NWK là những người con của quê hương Bình Đại, Bến Tre. Hoàng Hải, Hoàng An, Hoàng An, Thanh Sang đã băng lên. Thanh Sang đã kịp thời cản phá bằng chân. Tướng Kiệt, Neymar. Thành Nhân đã lùi về. Thái Vũ, Hữu Bình, anh Bình quyết định đi bóng dưới điểm bằng mũi dài. Anh Bình thi đấu rất khó chịu các bạn, cũng khó bóc bài được cầu thủ này. Thành Nhân, Thành Huy, Bạc Tường hay. Thành Nhân, Hoàng Hải, Huỳnh Trọng, Hải Sa Vi, Thành Huy. Đội hình của Phạm Bơ Ly dâng lên khá cao, chỉ còn một mình Quang Lực bên phần sân nhà. Hoàng Hải, đây Thành Sen, cú đá vô 3-5. Thành Huy là người ghi bàn. Trong tình huống này thì câu lạc bộ NWK hàng phòng ngự bị hút về một phía quá đông để lộ khoảng trống cho các tiền đạo phía Phạm Bơ Ly. Hữu Bình, Phước Duy, Thái Vũ, Ngô Minh Phương, Thành Sen, Thành Sen, Hoàng Thông, Thành Huy. Bóng đã chạm vào anh Lâm Duy đá phạt góc cho các cầu thủ đến từ Phạm Bơ Ly. Cú đá thẳng vào góc, bóng đã chạm vào Thanh Sen. Hoàng An là người có cú đá bằng chân phải vừa rồi. Vân Lý Hoài Khanh cũng đang khởi động rất là song sáo bên ngoài sân mấy bạn. Người anh em đến từ quê hương Kiên Giang. Lâm Duy, Thanh Huy, Thanh Huy dứt điểm nhắm vào ống đèn thôi. Phong lên, Ngô Minh Phương, Hoàng Hải. Không chỉ kiểm soát là khu vực giữa sân mà Phạm Bơ Ly đã có được bàn thắng. Thanh Nhân của Thanh Huy. Bàn thắng này đang mang lại sự tự tin
trong lối chơi của đoàn quân Sắc Xanh Lá. Hoàng Hải, việc hậu vệ của NQK can thiệp không thể khiến cho Hoàng Hải có đường một đường chuyền chính xác cho Thanh Nhân. Thanh Nhân và Thanh Trọng, một bên Thanh Trọng dứt điểm. Hai cú đá của Thanh Huy và Thanh Trọng đều vẫn là hơi cao so với khung cầu một khung thành của Thanh Sen. Ngô Bên Phương, Ngô Phương, Tướng Kiệt và Quang Lực. Tướng Kiệt, Quang ơi, vâng, mình đã có bàn thắng. Tướng Kiệt quá nhanh mấy bạn. Một pha xử lý tinh tế của Tướng Kiệt. Neymar, Thanh Huy, đường chuyền của Thanh Huy, Thanh Sang, Ngô Phương, Thanh Nhân, Thanh Huy, Thanh Sang, Hoàng An ngã người. Đâm góc. Huỳnh Trọng, Huỳnh Trọng muốn phối hợp với Thanh Huy, Ngô Phương, Tướng Kiệt, Thanh Nhân, vẫn là Tướng Kiệt, Quang Lực, Ngô Phương. Cái chân của Tấn Liêm đã kịp thời cứu thua. Đâm góc, Thái Vũ, Ngô Phương, Minh Phương, Vĩnh Hưng, đưa trái bóng, Tướng Kiệt chưa thể dứt điểm. Vĩnh Hưng cú đá bằng chân trái phong lên cho Canelo. Khoảng trống khá rộng rãi, tuy nhiên Vĩnh Hưng dứt điểm một trong tư thế hơi nghiêng người. Hoàng An, Hoàng Hải, Savi, Quang Lực, Hải Savi, Huỳnh Trọng, Thanh Huy. Quang Lực, Minh Phương, Hoàng Hải, Thanh Nhân, Hải Savi, Vĩnh Hưng, Tướng Kiệt, đó là Tướng Kiệt. Cú đá đã chạm vào Quang Lực. Phương Duy, Vũ Pháp TV, Thái Vũ, Thái Vũ cùng với Thanh Nhân. Thanh Huy, Ngô Phương, Ngô Phương, Tấn Liêm đã kịp thời cứu thua. Hai cầu Canelo đá phạt lên rồi, may bạn anh Quang Lực là người bị phạm lỗi. Em Minh Trung là người đã nhìn thấy rõ được tình huống vừa rồi mấy bạn. Em Minh Trung đang cung cấp thông tin thêm cho trọng tài chính. Vâng, vậy là hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số là 6-3 nghiêng về câu lạc bộ NQK. Chúng ta cùng gặp lại nhau vào hiệp 2.
trong tay ra sân, cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi. Hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào, để đem chiến thắng vinh quang về đời. Chiều con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Trong tay ra sân, cùng vượt qua bóng lăn nhanh bạn ơi. Hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào, để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi. Với hàng triệu con tim đang mong chờ. Với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi. Với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Việt Nam khát khao chiến thắng. Trong tay ra sân, cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi. Hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào, để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi. Với hàng triệu con tim đang mong chờ. Và luôn luôn vẹn lời. We'll be right back.
Tay trong tay ra sân cùng vượt qua bóng lăn nhanh bạn ơi. Hãy gắng sức hết mình tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng. Xin cảm ơn Minh Trung Trần. Chúng ta cùng quay trở lại với nhịp bi chính của hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa câu lạc bộ Phạm Mali và câu lạc bộ NWK. Hiệp bóng hiệp hai đã được bắt đầu. Sau khi hiệp đấu thứ nhất trôi qua, tỷ số đang là 6-3 nghiêng về câu lạc bộ NWK. Đá phạt cho Hoàng Hải Savi Thanh Huy. Việc Phạm Mali đang bị dẫn trước một phần do đội bóng này đã thiếu vắng quá nhiều vị trí hàng phòng ngự. Thanh Huy, Thanh Trọng và cả Quang Lực đều phải lùi về thi đấu nơi vị trí phòng ngự. Hải Savi, Đặng Hoài Khanh, Ní Hoài Khanh đã được tung vào sân. Trận đấu thứ hai. Cú đá phong lên cho Thanh Sen. Cú đá đầu tiên trong hiệp đấu này đã thuộc về các cầu thủ Phạm Mali Sport. Phước Duy. Vĩnh Hưng, Hoàng Hải. Phải xử lý hay của Hoàng Hải ở bên trong. Và Trung Kiên là người ghi bàn. Hoàng Hải đã có một pha xử lý cực kỳ đồng đội. Không nhiều cầu thủ có thể thực hiện được gì vào trong giống như là Hải Savi. Hoàng Hải trong thời gian xử lý dịp đầu đã khẽ quan sát sang bên lăng cánh rồi mới thực hiện đường chuyền nha bạn. Cho Trung Kiên. Thái Vũ. Hoàng Thi. Đường chuyền dành cho Vĩnh Hưng kịp không? Vĩnh Hưng rất nhanh. Tuấn Kiệt. Anh nào NWK có lối chơi đầy tốc độ. Đá phạt lên. Trung Kiên đã bị đau. Người lo lắng nhất đó là Thanh Tiền. Trung Kiên. Vẫn là Trung Kiên. Đường chuyền quá mạnh cho Trung Kiên. Trung Kiên phải gắn thêm một chiếc da dách để mà dí theo kẹp mấy bạn. Hải Vũ. Thanh Sen. Đường chuyền dài khá chính xác của Thanh Sen. Vĩnh Hưng. Không có gì khó khăn cho thủ môn của phía Phạm Mali. Hoài Khanh. Ngô Minh Phương. Hoàng Hải, Thanh Huy, đường chuyền hay của Hoàng Hải Savi. Thanh Huy bám hai. Và dứt điểm bằng chân trái. Thanh Sang. Vĩnh Hưng. Hoàng Thi. Trung Kiên. Bật tường hay, Hoàng Thi ở bên trong, Thanh Huy. Đường chuyền đã bị Phước Duy cản phá. Lý Hoài Khanh. Kiên cá chẽm. Cá chẽm. Lý Hoài Khanh. Hoàng Thi. Vâng, bóng đã chạm vào anh Hoàng Thông rồi bạn. Chạm vào phần mặt. Chạm vào phần mặt của anh Thông. Lý Hoài Khanh. Thanh Huy. Hoài Khanh vào sân đã củng cố lại hàng phòng ngự.
của Phạm Mali Thanh Huy. Hải Sa Vi, Hoàng Thông, Vẫn Lan Thông phối hợp, Hoài Khanh, Vẫn Còn. Đường chuyền của anh Bảy, cá chẽm. Anh Bảy, Hải Sa Vi đây. Vâng, và đã có bàn thắng dành cho anh Bảy. Anh Bảy phối hợp cùng với Hoàng Hải Sa Vi. 5-6 với anh em ơi. Hoàng Hải chính là một trong những nhân tố đã đóng góp nhiều cho Phạm Mali lấy lại được thế trận trong hiệp đấu này. Phong lên cho Thanh Sen. Hoàng Hải đã giúp cho Thanh Huy và các cầu thủ của Phạm Mali có thể phối hợp tốt hơn. Thanh Sen, Sen Guppy, Ngô Phương, Vĩnh Hưng. Ngô Phương, Thanh Sen Guppy, cá chẽm. Cá chẽm lại chưa thực hiện đường chuyền dành cho Hoàng Hải Sa Vi. Thanh Sen phóng lên cho anh Sen thở sửa xe. Ngô Phương, bàn thắng này đang giúp cho trận đấu trở lại cân bằng hơn đấy bạn. Sen Guppy, Tuấn Kiệt, Hoàng ơi, anh Hoàng thế. Sen Guppy, Hoàng Hồ thủ thành của Phạm Mali. Đó là thủ thành Công Quy. Cá chẽm, cá chẽm đã hơi mất tập trung. Lý Hoài Khanh là người thu hồi bóng trở lại Hoàng Thi. Anh Bảy, Hoàng Thông là người theo sát anh Bảy. Tuấn Kiệt này mà, vâng, quá khó khăn cho Hoàng Thi khi phải đối đầu cùng với cầu thủ Kỳ Đêm Ma. Lý Hoài Khanh rất bình tĩnh. Hoài Khanh có thể hình rất là lý tưởng. Hoàng Hải Sa Vi 3-2 ở bên trong. Thanh Sen đã băng ra cản phá Thanh Huy. Thanh Huy chưa thể thực hiện đường chuyền phối hợp với cá chẽm. Công Huy, thời gian đầu thì Công Huy thi đấu bên lăng cánh nha các bạn. Hải Sa Vi, Vĩnh Hưng, Hoàng Thông, Hoài Khanh, một cách nào đó Hoài Khanh đã thua bóng trở lại. Phản công 4-2. Cá chẽm ở bên trong, cá chẽm lại dứt điểm. Không có nhiều cầu thủ thực hiện đường chuyền vào trong như là Hoàng Hải Sa Vi đó các bạn. Hầu như là các em đều dứt điểm. Thành Sen, Vĩnh Hưng, Hưng Nghệ, Tuấn Kiệt, Hoàng Thi, anh Bảy, Công Quy. Vâng, Lý Hoài Khanh, Lý Hoài Khanh đang gây nhiều lo lắng cho chủ tịch Cát Đi Lu, Hoàng Hải Sa Vi. Nhưng mà Hoài Khanh cũng đang thi đấu chắc chắn nha mấy anh em. Hoàng Thông được chị bằng gót. Vĩnh Hưng, Sen Guppy, Vĩnh Hưng, Tuấn Kiệt đã đâu. Cơ hội đã trôi qua, dường như đó là một đường chuyền hướng đến cộng 2. Công Huy, Lý Hoài Khanh, vâng, Sen Guppy, Công Huy, bóng đã chạm vào chân của thủ môn sau cú đá đến từ Sen Guppy. Tuấn Kiệt quả đầu góc. Tuấn Kiệt với tốc độ của mình đang trở thành nỗi ám ảnh và niềm lo lắng cho hàng phòng ngự của đối thủ. Tuấn Kiệt chơi áp chơi pressing áp sát tầm cao nha mấy bạn. Tuấn Kiệt, Thanh Sen đá biên, cá chẽm, Thanh Huy chưa được. Sen Guppy,
Phạm Minh Ly đã rút ngắn tỷ số còn một bàn sau khi hiệp 2 cũng chỉ mới trôi qua được ít phút thôi bạn. Hoàng Thông tiếp bóng tốt. Võ Lanh Hoàng Thông quyết định đi bóng vào trong. Bóng đã chạm vào Hoàng Thi. Vĩnh Hưng. Vẫn là Vĩnh Hưng đi bóng vào trung lộ. Bóng đã chạm vào Lý Hoài Khanh. Phước Duy, Thanh Sang. Sang Cúp Bi. Tuấn Kiệt. Cá Chẽm vào Hàng Thông. Hoàng Thông. Hoàng Thông quyết định đi bóng vào trong. Anh Bảy được cho khe và cho Hải Sa Vi ở bên trong. Đó là một cú đá không có chiều góc xúc cho Hoàng Hải để thực hiện được chuyền vào trong. Hoàng Hải lần này đã đưa ra quyết định dứt điểm các bạn. Hậu vệ của anh Đào Quy Ca đó là Lâm Duy đã theo ra sát Hoàng Hải. Tuấn Kiệt. Vĩnh Hưng. Vĩnh Hưng. Thanh Sang. Vĩnh Hưng. Hoàng Thông. Sẽ cướp bi. Ngô Phương sẽ cướp bi. Trung Kiên. Cá Chẽm. Đường chuyền của Cá Chẽm hơi sửa lưng anh Bảy. Một mất mát lớn của Phạm Mali là anh Quang Lực đã bị đau trong thời gian cuối của hiệp 1 các bạn. Xin cảm ơn Mã Mở Mười Bụi. Đường chuyền trước đó là dành cho Hoàng Thái. Lý Hoài Khanh rất khỏe. Hai chân Cá Chẽm. Chưa có bàn thắng cho Trung Kiên. Hôm nay là các anh em Phạm Mali đều có phong độ cao hết nha mấy bạn. Một điều cần thiết khi mà anh NWK đang thi đấu cực kỳ khó chịu và đầy tốc độ. Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt. Nguy hiểm. Sang Gumpy sẽ có một cái clip dành cho mình. Đó cũng là sở trường của Sang Gumpy rồi mấy bạn ơi. Tình huống chuyện quá bàn thắng hình cơ hội. Thanh Sang nên đăng cái clip này cùng với các clip có mấy em copy lên luôn thì sẽ mau lên xuống hơn. Công Quy. Chúng ta cùng theo dõi lại cú đá bằng chân trái không thể tin được rằng Sang copy lại có thể dứt điểm ra ngoài. Tuấn Kiệt. Đây Ngô Phương. Vào 7-5. Ngô Phương nói rằng là chỉ là một lần thôi nha Sang ơi. Tuấn Kiệt là người có đường chuyền quyết định vừa rồi. 7-5. Lý Hoài Khanh. Bàn thua vừa rồi do Phạm Mali cũng bị thiếu người so với các cầu thủ của NWK. Hoàng Thái đã có lỗi. Đá phạt cho câu lạc bộ Phạm Mali. Sau đó thì anh Phước Duy cùng với Hoàng Thái đã có một cái bắt tay tuyên dương các anh em. Hải Sa Vi sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Cự ly này cũng là sở trường của Hải Sa Vi nha mấy anh em. Bóng đã chạm vào hàng rào. Sẽ copy. Hoàng Thi. Được chị Hải Non về cho Nguyễn Hoài Khanh. Cũng không có nhiều sự lựa chọn cho Hoàng Thi. Tuấn Kiệt. Vĩnh Hưng nguy hiểm quá. Sang Cấp Bi. Công Quy. Sang Cấp Bi. Vẫn chưa có bàn thắng trước đó là cú đá nó chạm vào cột dọc các bạn. Lubaku. Vĩnh Hưng.
Sang Gấp Bay. Vâng. Công Huy, bóng đã chạm tay của Sang Gấp Bay. Mấy em minor cũng khiến cho thể lực của Sang Gấp Bay bị hao hụt nhiều quá mấy anh em. Công Huy, bóng cũng hơi cận chân của Sang Gấp Bay trong tình huống dứt điểm vừa rồi, không có đà để xúc nhiều. Không có nhiều đà để xúc. Lâm Duy, Hoàng Nam, Lô Bạc Cư, Sang Cúp Bi, Tướng Kiệt, Hải Sa Vi, Sang Cúp 3-2, vẫn là Hoàng Hải. Đã có lỗi, đã phạt cho các thủ Phạm Mê Ly. Phạm Mê Ly phải tận dụng các cơ hội dành cho mình nha mấy anh em. Anh NWK cực kỳ nguy hiểm với những đợt phản công. Cú đá thẳng của Hải Khanh, Thanh Sang đã kịp thời phản xạ. Cú đá với lực khá tốt. Ngô Phương, Hải Khanh, Sang Cúp Bi, Hoàng Thi, chưa được. Thanh Huy đã được trả lời sân. Vâng, một là cách nào đó Sang Cúp Bi vẫn chưa thể có bàn thắng dành cho mình. Ở trong áo của câu lạc bộ Cúp Bi thì Thanh Sang cũng thường xuyên ghi bàn lắm nha mấy anh em. Hôm nay thì Thanh Sang đi thi đấu cho NWK. Lý Hoài Khanh, đường chuyền sẽ là một quả đá biên cho Kiên Cá Chẽm. Đỗ Trần Thanh Bình đang có những lời nhắc nhở rất là thiết thực cho các anh em phía câu lạc bộ NWK. Hoài Khanh, Hoàng Thái, Hoàng Thái, Kiệt Cá Chẽm, Tướng Kiệt, Vinh Hưng đang xin bóng, Tướng Kiệt, Hoàng Thi đã cắt bóng, Thành Huy, không hề dễ dàng cho hàng phòng ngự của các thủ phẩm Mali có thể đeo bám được Tướng Kiệt. Thanh Huy phải bọc lót cho Hoàng Thi. Cú đá không trúng bóng của Vĩnh Hưng. Đỗ Trần Thanh Bình sẽ vào thay cho Tướng Kiệt. Trước đó thì Tướng Kiệt cũng đã gây ra tình huống cho anh Quang Lực bị đau rồi các bạn. Cá Chẽm, Trung Kiên một cách nào đó, góc sút của Trung Kiên lại mang về bàn thắng cho người đặc biệt của Mở Mở Mười Muội Thanh Tiên. 6-7 mấy anh em ơi, quá hấp dẫn. Chúng ta cùng theo dõi lại bàn thắng của Trung Kiên. Vâng, cú đá một chạm của Trung Kiên luôn mấy bạn. Đây sẽ là một clip dành cho Kiên Cá Chẽm. Xin cảm ơn Thanh Tiền, Lâm Duy, Ngô Phương, Phước Duy, Thanh Bình, Quang Lực. Hoàng Hải, Thành Nhân, anh Quang Lực đã được trở lại sân rồi mấy bạn. Anh Quang Lực là U50 rồi nha mấy anh em. Thành Nhân, anh Hoàng Thi cũng vậy. Cá Chẽm, Thành Nhân, Hải Sa Vi. Anh Thi đã yêu cầu các người đồng đội của mình. Đây, một pha dứt điểm bằng gót. Những người đồng đội của Phạm Mê Ly phải giữ cơ ly gần. Lối chơi bóng ngắn sẽ phát huy hiệu quả hơn ở trong trận đấu này các bạn. Những đường chuyền dài yêu cầu các tiền đạo và các cầu thủ trên hàng công phải có khả năng tiếp bóng tốt thì mới thi đấu hiệu quả được. Thành Nhân chưa được. Vâng, vậy là Quang Lực sẽ được thi đấu trên vị trí sở trường của mình, vị trí tiền đạo. Lubaku, Cá Chẽm là người cắt bóng. Hoàng Hải,
Hoài Khan. Quang Lực. Anh Quang Lực cũng thường xuyên mang về bàn thắng bàn đầu nha mấy anh em. Thành Sang. Trong hiệp đấu thứ hai này thì Hoàng Hải đang có vẻ thi đấu lùi sâu hơn và thi đấu nên vị trí trung vệ, nhiệm vụ tấn công sẽ được trao cho Thanh Huy. Thanh Nhân. Cá Chẽm. Hải Sa Vi. Hoàng Hải. Cá Chẽm. Trung Kiên. Đường chuyền của Trung Kiên dành cho Thanh Nhân. Bạc Cu. Sang Cúp Bi. Sang Cúp Bi và Thanh Huy. Một pha tì đè rất kinh nghiệm của Thanh Huy. Hoàng Hải vẫn còn trong sân. Hải Sa Vi. Trước đó là tình huống can thiệp của Hữu Bình. Cá Chẽm. Trung Kiên. Hữu Bình. Không cần thực hiện những đường chuyền dài nhiều quá các anh em. Bình Lửa. Bóng đã chạm vào Hoàng Hải. Tỷ số đang là 7-6 nghiêng về câu lạc bộ NWK trước đối thủ Phạm Bali Sport. Hữu Bình được trận cho Hữu sang 7 người kết nối đam mê năm 2024. Sang Cúp Bi. Đỗ Trần Thanh Bình. Vĩnh Hưng. Ngô Minh Phương. Không có gì pha trống. Hưng Nghệ. Thanh Nhân. Hoàng Hải đã bắt bài. Thanh Huy. Thanh Huy và Hoàng Hải là hai điểm sáng của câu lạc bộ Phạm Bali ở trong trận đấu này các bạn. Thanh Huy. Hữu Bình. Thanh Nhân. Đã có lỗi. Sang Cúp Bi cũng đã quá quen với anh Nhân. Tuy nhiên thì trong tình huống vừa rồi là cái đà nó hơi mạnh nên khiến cho tình huống va chạm sẽ mang về và có quả đá phạt. Lý Hoài Khanh vẫn chưa định hình được vị trí thi đấu của mình mấy bạn. Di chuyển rất là rộng. Quá lớn. Quá thẳng. Thanh Sang đã ôm gọn được trái bóng. Anh Sang bắt cũng rất là chắc chắn nha các bạn. Nếu như anh Sang không bắt tốt có lẽ là Phạm Bali cũng đã sang bằng tỷ số trong trận đấu này. Lubaku được chuyền hơi thiếu cảm giác của Hoàng Nam. Thành Huy. Em Tấn Đạt cameraman rất là mong chờ xin đạp điện tham gia trận đấu này. Thành Sang. Minh Phương. Hoàng Khánh, chủ tịch câu lạc bộ NWK đã được trở lại sân. Hữu Bình. Anh Bình Lửa đã quan sát. Hoàng Duy. Đỗ Trần Thanh Bình. Hoàng Khánh. Xét về lực lượng thì anh NWK là hùng hậu hơn nha mấy anh em. Tổ đấu của Bình Đại có hẳn hai tổ để thay đổi với nhau. Hải Sa Vi. Thành Nhân. Hoàng Hải. Bết Em. Không hề có tác động với Bết Em. Hoài Khanh. Thành Huy. Thanh Bình. Ngô Bình Phương. Đỗ Trần Thanh Bình được chọn khe hai. Bên em. Pha bóng lên cho Công Quy. Ở trong hiệp 1 thì anh Tấn Liêm cũng bắt là tốt nha bạn. Anh Tấn Liêm đã có 3 pha cứu thua cho Pháp Lì. Thanh Huy. Bỏ là Thanh Huy. Không được. Đỗ Trần Thanh Bình. Đã trôi qua. Thanh Bình đang trở thành Sang Cúp Bi 2. Cá Chẽm.
Hoàng Hải. Pha bóng lên. Cá Chẽm sẽ được rút cho ra nghỉ. Hôm nay Cá Chẽm cũng đã có một bàn thắng rất là bất ngờ ở bên lan cánh. Đó là một pha ghi bàn tình huống Bắc Bô Lê. Lý Hoài Khanh, Hoàng An. Hoàng An là người bào thai cho Trung Kiên. Thành Huy, Quang Lực, cú đá chưa được. Anh Lực có thể đẩy thêm một nhịp nữa các bạn. Hoàng Duy phạt bóng lên. Đó là một tình huống dưới điểm một chạm của Hoàng Duy. Và chạm bóng hơi mạnh. Thành Huy, Huy Âu Siêu, Quang Lực, Dạ Cân. Vào 7 điều. Người con của Huyền Đồng Nai, Quang Lực, Dạ Cân sẽ sang bằng tỷ số. Đây là bàn thắng thứ 14 của trận đấu này. Đại tiệc bàn thắng đã được diễn ra ở trong trận đấu tối đêm nay. Anh Quang Lực quá bén duyên mấy bạn. Nếu như trong hiệp 1 Phạm Mê Ly có một trung vệ thì anh Lực sẽ có thể thi đấu tốt trên hàng công. Hữu Bình, anh Quang Lực đã cho thấy được giá trị của mình trong hiệp đấu thứ 2. Không cần nhiều cơ hội, chuyển xuất U50 đã có được bàn thắng sau bàn tỷ số 7 điều. Lỗi thuộc về các cầu thủ của Naguica đá phạt cho Phạm Mê Ly. Hoài Khanh, Thành Huy, Đỗ Trần Thanh Bình, Hoàng Khánh, Hữu Bình, Hoàng Khánh, Ngô Bình Phương, Hoài Khanh. Đường chuyền hơi nhẹ. Hoàng An. Đường chuyền trước đó là của Thanh Huy. Hoàng An đưa tốc độ với Ngô Bình Phương. Tuy Hoàng An đã bị ngã nhưng mà không hề có lỗi bạn. Đỗ Trần Thanh Bình, Hữu Bình, Hoàng Khánh, Hoàng Khánh, Bình Lửa đã có bàn thắng. Bàn thắng thứ hai cho Bình Lửa. Bàn thắng này sẽ nâng tỷ số lên thành 8-7 cho câu lạc bộ Naguica. Đường cho khe của chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Khánh. Anh Hữu Bình thi đấu cực kỳ khó chịu các bạn. Vừa có lối chơi đầy sức mạnh và cũng có kỹ thuật trong đó. Thành Nhân, Hoàng Thông đá biên cho các thủ Family. Chưa được. Hoàng Duy, Bên Em, Hoàng Duy, Thanh Bình, Hoàng Thông, Hoài Khanh, Hoàng Duy, Hoàng Thông. Thành Nhân là người băng về. Thanh Bình, Hoàng Hải phản công cho các thủ Phạm Mê Ly. Đã có lỗi. Hoàng Duy vừa phải phạm lỗi trước tình huống tấn công phản công 3-2 các bạn. Nếu như bóng có thể đến được chân của Hoàng Hải thì mọi chuyện đã khác. Anh Hữu Bình yêu cầu các người đồng đội của mình phải chịu khó phối hợp nhiều hơn, không nên thi đấu cá nhân. Đó là một lời khuyên rất thiết thực. Thành Nhân, Hoàng An,
Thành Huy, Hoài Khanh, Hoài Lớn. Một cú đánh đầu phá bóng chứ không phải là cú đánh đầu ghi bàn. Đội trưởng Thanh Bình có hai chiếc áo xanh. Quang Khánh, Hoàng Hồ Thành Nhân. Anh Nhân mà không cản phá đường truyền vừa rồi của Quang Khánh là sẽ nhận lấy bàn thua. Thanh Bình và Mít Em đều đã băng lên rất trống trải. Bình Lỡ, Công Quy đã cản phá chỉ qua một góc. Tỷ số đang là 8-7 nghiêng về câu lạc bộ NWK. Hiệp đấu thứ hai cũng chỉ còn khoảng 10 phút chính thức thôi các bạn. Đồng góc, Hoàng Duy, Hoàng Khánh, Thanh Bình, Hoàng Khánh, Ngô Phương, Thành Huy, Quang Khánh. Và xử lý hay, sai cướp 3 của Hải Sa Vi. Thành Giang đã xin bóng. Chưa hiểu ý các bạn. Có thể chia sẻ cho mấy anh em Phám Malay Sport, tổ đấu này cũng mới hội quân ở những trận đấu gần đây. Mấy anh em cần phải có nhiều thời gian hơn để ăn ý với nhau. Nếu như các anh em có thể hiểu ý của Hoàng Hải thì rất là dễ đá mấy anh em. Huỳnh Trọng sẽ là người bào thay. Thanh Huy, Hoàng Hải đều là những một cầu thủ kiến tạo. Hữu Bình, Bình Lỡ. Đường chuyền hơi khó cho Thanh Bình nhưng mà Thanh Bình vẫn có thể tiếp bóng rất là tốt nha mấy anh em. Hoàng Khánh, Hoàng Thông, Đỗ Trần Thanh Bình. Bóng đã chạm vào Thanh Huy. Thanh Bình, sang cướp bi. Hoàng Khánh, sang cướp bi. Bóng lại một lần nữa trúng vào cột dọc. Sang cướp bi vẫn chưa có duyên ghi bàn trong trận đấu này nha mấy anh em. Hoài Khanh, Quá Lực tiếp cận. Thành Huy, Hữu Bình, Hoàng Duy, Quá Lực, Hữu Bình. Hữu Bình khá kinh nghiệm. Quang ơi, rất kỹ thuật. Đỗ Trần Thanh Bình được cho khe hay. Văn đã tiếp tục xuất hiện sang cướp bi thứ ba. Lần này là Hoàng Duy. Vậy là sang cướp bi không còn buồn nữa rồi mấy anh em. Hoàng An, Hoài Khanh, Hoàng Thông, Hoàng Khánh. Hoàng Khánh dứt điểm từ xa. Công Quy, cơ ly là quá xa. Thanh Nhân, Hoàng Khánh, Hữu Bình, Hoàng Duy. Đỗ Trần Thanh Bình sẽ cướp bay. Công Quy, Công Bơ Quy bắt rất là tốt trong hiệp đấu thứ hai. Hoài Khanh, Thanh Nhân, Đỗ Trần Thanh Bình, Quang Khánh, Thanh Bình. Hoàng Lực, Hoàng Duy, Hữu Bình, Đỗ Trần Thanh Bình. Thanh Bình nhắm vào em photo góc bờ chứ điểm mấy bạn. Bình Trọng, Hoàng An, chưa được. Sang cướp bi, Hoàng Thông, sang cướp bi,
Hoàng Trọng, Thành Nhân rất hay. Sẽ cướp bi, anh Nhân lại một lần nữa thừa bóng trở lại. Hoàng An, Hoàng Trọng, Quang Lực, nhịp độ của trận đấu vẫn được luôn duy trì cao kể từ hiệp 1 cho tới bây giờ nha mấy anh em. Hai đội bóng đều chơi cống hiến. Hoài Khanh, Thành Nhân, Quang Lực, cơ hội, anh Lực đang quan sát bên trong. Hoàng An, chưa được. Hữu Bình, Hoàng Trọng, đây cơ hội, chưa được. Hoàng Thông, Bên Em, Bình Lỡ, Hoàng Khánh, Hoàng Duy, đã không có một đường trả về cho San Gumi. Cơ hội đã trôi qua. Hiệp đấu thứ hai cũng chỉ còn khoảng hơn 5 phút chính thức nữa thôi nha mấy anh em. Cách biệt đang là một bàn. Chúng ta cùng chờ đợi xem liệu rằng anh Đào Quý Ca sẽ bảo vệ được lợi thế này hay là Phạm Minh Lý sẽ tạo nên điều khác biệt. Thành Huy rất là hồi hộp luôn mấy anh em. Thành Huy vào hàng thông. Hoàng Duy, đội Trần Thanh Bình quá nguy hiểm, bị vấp bóng. Hoàng An, Huỳnh Trọng là người lùi về. Hoàng Khánh xử lý hay. Vâng, Hoàng Duy sẽ mang về bàn thắng tỷ số là thành 9-7. Và xử lý rất tốt, khá dẻo của chủ tịch Hoàng Khánh trước đó nha mấy anh em. Sau đường chuyền hơi khó của đội Trần Thanh Bình thì Quang Khánh đã kéo bóng lại rất dẻo, loại bỏ đi thủ môn Công Quy và thực hiện đường chuyền vào trong. Hoàng Duy đã không hề khó khăn để đưa bóng vào khung thành trống. Hoàng Thái, Thành Nhân, đây, pha phối hợp rất đẹp mắt của Thành Nhân, Hoàng An và Hoàng Thái. Quá hay luôn mấy anh em ơi, cực kỳ hấp dẫn. Ở những phút cuối, các bạn cùng theo dõi lại đường chuyền và pha đánh đầu vào trong cùng với cú dứt điểm của Hoàng Thái. Cách biệt chỉ còn một bàn, 8-9 cho Phạm Mơ Ly. Thành Nhân, anh Nhân thì anh có nền tảng thể lực tốt. Hoàng Thái, pha đá bóng hơi dài sang cướp bi. Hoài Khanh, quả đá biên bóng đã chạm vào ní Hoài Khanh. Công Quý đường chuyền dành cho Thanh Bình. Bình Lỡ, cơ hội bạn thấy, chưa thể thực hiện đường chuyền dành cho Quang Lực. Thành Sang, Thanh Bình, đã lỗi với Hoàng An. Cách biệt chỉ là một bàn thôi nhé mấy anh em. Thành Nhân, vâng, anh Nhân rất là kinh nghiệm, tuy nhiên là không vượt qua được trọng tài chính mấy anh em. Hữu Bình, Bình Lỡ, Hoài Khanh, Thành Nhân, Thành Nhân, anh Nhân đi bóng hơi lộ. Đỗ Trần Thanh Bình, Hán Hai, Hoàng An, không có gì nguy hiểm, bỏ hôi đúng tay mấy anh em. Hoàng Thái,
Hoài Khanh, quả lớn ở bên trong. Wow. Chính điều. Một pha thả diều thành công và cú đúp dành cho anh Quang Lực Gia Cân. Một trận đấu khôn lường. Chúng ta cùng theo dõi lại khi mà Thanh Sang đang bắt bài, Quang Lực đưa bóng vào trong thì anh Lực lại đưa ra một cú đá. Chính đều. 18 bàn đã được ghi. Hoàng Duy. Bên em. Hoàng Khánh. Không hề có lỗi. Sang cướp bay. Vâng, tuy nhiên thì Sang cướp bay sẽ có được bàn thắng cho các anh em đó từ đầu Quy Ca. Trước đó thì cộng dọc đã từ chối đi bàn thắng của Sang cướp bay. Hoàng Duy. Vẫn còn. Vâng, vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã vang lên. Xin chân thành cảm ơn chủ tịch câu lạc bộ Kenny Lu của Phạm Mê Ly và chủ tịch câu lạc bộ Quang Khánh của Đà Quy Ca đã thương ủng hộ cho sân NCT Sóc Khơ cũng như là đơn vị truyền thông GF Play của anh Nguyễn Công Thành. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trận đấu tiếp theo. Tấm ảnh nãy quá vô cho mấy anh em. Tấm ảnh nãy nó trúng cột dọc nhưng mà nó ra ngoài. Yêu hòa bình và luôn luôn phép lời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi. Hãy cố lên bạn ơi. Với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao. Yêu hòa bình.